Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra tốc độ mạng Internet mà trên điện thoại mà không cần phải tải ứng dụng. Để làm được việc này thì các bạn mở cái trình duyệt lên. Ở đây mình dùng điện thoại iPhone nên là sử dụng trình duyệt Safari. Các bạn dùng các trình duyệt khác ở trên các cái hệ điều hành khác cũng được. Các bạn làm tương tự nhé. Đầu tiên các bạn vào trình duyệt này, các bạn vào trang web speedtest.net. Đó, các bạn vào đây. Đây là trang web kiểm tra tốc độ mạng Internet rất là chuẩn đấy. Khi mà vào trên điện thoại đấy, trên trình duyệt của điện thoại thì các bạn trang web này họ yêu cầu là mình phải tải cái ứng dụng về thì mới kiểm tra được. Nhưng mà có một cái cách rất là đơn giản như sau. Các bạn chỉ cần nhìn thấy, các bạn có nhìn thấy cái mũi tên ở trên cái đường link này không? Đây các bạn nhìn này. Đấy, có cái mũi tên này, mũi tên ở góc bên trên bên phải màn hình của các bạn ấy. Các bạn lấy ngón tay giữ 1-2 giây thì giữ 1-2 giây, đúng rồi đấy. Các bạn nhìn thấy cái tab là yêu cầu trang cho máy tính để bàn không? Đây, khi các bạn ấn vào đây thì cái trang web này sẽ hiển thị trình duyệt hiển thị cái phiên bản trên trên máy tính ấy. Phiên bản trên máy tính. Thì các bạn không cần phải tải ứng dụng nữa, các bạn vẫn kiểm tra được bình thường. Đây ví dụ như mình kiểm tra mạng tốc độ mạng nhà mình nhé, các bạn ấn vào go thôi, đó nó vẫn sẽ kiểm tra được bình thường. Mình không muốn tải ứng dụng bởi vì rất ít, thi thoảng mình mới dùng, để tải về thì nó rất là lãng phí tài nguyên, hay nó làm cho chậm máy đi, điều đó là điều không nên. Mình kiểm tra như thế này là cũng khá là ok rồi. Đó, các bạn chỉ cần làm như vậy thôi. Vậy là các bạn có thể kiểm tra được rồi. Nếu các bạn thấy video này hữu ích đối với các bạn thì các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn thành công và hẹn gặp.